Hi, mình xin chào bà con và các bạn nha. Mình rất vui gặp lại bà con các bạn trên kênh Tâm Phúc Vlog của mình. Thì hôm nay thì ngày 26 tháng 6 năm 2021 cho bà con. Thì chiều hôm nay mình tiếp tục làm video bán bò cho cái chạy bò của anh Lộc ở gần cầu Trà Phí, gần khu du lịch Long Điền Sơn của thành phố Tây Ninh nha. Thì chạy bò anh Lộc hôm nay thì có về một cái con bò cái xin nha bà con. Thì bà con nào có muốn mua bò cái xin về để làm cái nền cũng như là mình nuôi để nái sau này, cũng như là mình muốn khói ba b hoặc khói kem gì đó, thì bà con vào xem video trước thì ủng hộ mình, và sau đó thì thấy ưng ý thể nhấc máy gọi cho anh Lộc qua số điện thoại là 0984 51 5122, mình có để trên màn hình nha. Bây giờ thì mình mời bà con xem bò nha. Rồi, hello chào cả nhà mình ha. Rồi hôm nay em mới về được con cái Sinter Lightman này cả nhà ơi. Rồi con bò đây bò tặng độ luôn nha. Đó, con bò con này sẽ bướm nguyên chỉnh nha. À, sẽ mặt nó nè. Không quay kỹ kìa. Rồi đó, nó ăn thấy thương không? Đó. Ăn uống thì ngon lành hết nha cả nhà. Đó. Rồi con đây cái nó cầm khoảng mép ba đổ lại nha. Con đây mới có con đôi răng này nha. Chủ nhà thì nói gác nọc là được 22 ngày rồi nha chủ nhà. Cô chú anh chị đó, chủ nhà thì nói gác nọc được 22 ngày nha. Đó, con đây cao khoảng mét ba đổ lại nha, khoảng 28-29 bò vậy đó. Quay tàn nè, tàn đây coi con gấp anh tàn độ nha, xin like gấp anh nha. Đó, chim nè, chim bự nha, cây đuôi bự luôn nha. Đó, gần lưng đó, thùng dạo nó thì dư bự nha cô chú anh chị đó. Để em xôn bò ra cho cô chú anh chị xem coi ha. Con này khú luôn nha, con này chỗ khú ngang chân bự luôn nha cả nhà. Đó, à, lỗ tai nó bự luôn nha. Đó, em quay kỹ nè. Rồi em đứng xa ra coi cho cô chú anh chị xem nha. Đó, con bò đó. Em đứng xa ra nha. Đó, ăn uống rồi thấy ngon chưa? Đó, ăn uống ngậm ngậm luôn vậy đó. Đó. Con đây cao khoảng 1m3 trở lại nha cả nhà. Đó. Cô chú anh chị mình coi xem ưng ý con bò này ha. Lâu lâu mới bắt được con bò tốt ra bò độ ra nha cô chú anh chị. Đó. Bò đây thì thâu đẹp cực kỳ, xương nha, bự nha. Đó, nè, dàn rúng nè, chân cẳng bự nè. Đó, rúng dài luôn nha, rúng chiền từ trước ra sau luôn nha. À, con đây nó có hơi đốm chút nha cô chú anh chị. Nó đốm lan ngay chút là ngay chỗ cái ức nó nè nha. Cái lượng nó nè, em quay kỹ cho cô chú anh chị xem ha. Đó, con chút xíu, con chút xíu đó nha. Đó. Chừng hai ngón tay mình nha. Đó, ngay cái ức nha. Đó, em quay kỹ cho cô chú anh chị xem nha. Đó. Nghe nè, em chỉ cho cô chú anh chị xem đó. Đó, thấy chưa? Đó, có chút xíu nghe đó đó. Này rúng đó nè. Đó, bốn con này bốn vú luôn nha. Con này tơ nha, chưa đẻ lứa nào nha cô chú anh chị. Đó, chủ nhà thì mới nói gác nọc được 22 ngày rồi nha cô chú anh chị. Đó. Rồi, em quay kỹ em đứng xa cho cô chú anh chị xem nha. Rồi, con bò đây em bán báo giá tại chuồng luôn ha. Con đây em bán 28 triệu nha. Đó. Bò mới trở về em làm dài, em làm dèm làm mũi rồi bài bán hết rồi, thay dây rồi hết rồi đó. Chân nó chân bự, chân kiền khú luôn cô chú anh chị. Đó đó, dàn chân chân trước chân sau nè. Đó, dậu lường thì thôi khỏi nói ha. Đó, chân sau nè. Đó, đuôi dài, gần đuôi dài luôn nha cô chú anh chị. Đó, con đi khú nha cô chú anh chị. Đó, đó. Em đứng xa ra khoảng 5m, 4-5m luôn nè cho cô chú anh chị xem hết con bò luôn nha ha. Đó. Đó, từ từ chậm rãi cho cô chú anh chị xem ha. Rồi con bò đây em bán giá tại chuồng 28 triệu nha cô chú anh chị. Đó, coi cái nết ăn nó kìa cô chú anh chị. Đó. Em bán giá tại chuồng 28 triệu nha. Rồi. Đó, em về được có con bò đó. Đó, một cái tơ nha cô chú anh chị. Đó. Tàn nó 1m3 đổ lại nha. Con đây khoảng 1m28-29 bò vậy nha. Con tám bò đó, cây đuôi bự luôn nha. Đó, ông quay đứng từ xa luôn nè. Đó, tàn bự khí ghê không? Con đi xin like rất man nha cô chú anh chị. Đó, lỗ tai bự luôn nha. Đó, xin like rất man luôn nha, đầu bự luôn nha, tơ mang luôn, chưa đẻ lứa nào luôn nha. Đó, mới con đôi răng à. Đó, em quay từ từ chậm rãi, em đứng xa nha. Đó, cho cô chú anh chị xem hết bò nha. Đó, đó thì cho kỹ rồi cho cô chú anh chị xem ha. Rồi con bò này bán giá tại chuồng 28 triệu luôn nha cô chú anh chị. Đó, trời nó mê ăn quá trời quá đất. Hay lâu ra cho cô chú chị anh chị xem cái dàn đầu nè. Đó, đó dàn đầu đó đó, thấy mặt đó.
dàn đậu đẹp chưa đó, dàn đậu đẹp hết cô chú anh chị đó, quay kỹ cái dàn đầu cho cô chú anh chị xem ha, đó gu luôn nè, đó xí lưng nè, đó con này khú luôn nha cô chú anh chị, xây vốn nghiêm chỉnh nha, nói chuyện có đốm lan chút ngay chỗ hai chân trước luôn nha cô chú anh chị, đó chân cản bự hết nha, thì chân kiền khú nha, đúng dài đúng chuyền từ trước ra sau luôn nha, đó em quay từ từ chậm rãi cho cô chú anh chị xem ha, đó bò tàn bự càng độ luôn nha, độ lâu mới bắt được về có con bò tốt rồi đó. Đó quay từ từ chậm rãi luôn nha, rồi đó quay trước quay sau mong đích cậy đuôi bự nè, đó cậy đuôi bự dần lưng đó nè cô chú anh chị, đó dần lưng á thấy hết thằng không, lưng đôi luôn nha, đó đó quay kỹ cho cô chú anh chị xem ha. Ừ. Rồi con này em bán giá tại chuồng 28 triệu nha, cô chú anh chị nào ưng ý cứ alo cho em ha, rồi video cũng dài rồi thôi, bye bye chào tạm biệt cô chú anh chị ha, rồi hẹn cô chú anh chị vào những video tiếp theo nha, rồi.